Hôm nay mình sẽ đi Vũng Tàu nhưng mà đi đường Phà Cát Lái mà. Đường Phà Cát Lái này thì Google nó không có chỉ đi đường bộ đằng kia được. Đường quốc lộ 51 đi Phà Cát Lái này đi thành phố Hồ Chí Minh thì Vũng Tàu gần hơn cả chục cây. Chúng tôi chuyên cung cấp thực phẩm cho camping, dã ngoại, du lịch. Hotline 0784 555 569 hoặc 0979 500 066. Email coacongglobergarden.vn, website globergarden.vn hoặc www.camping-foods.com. Hôm nay sáng thứ bảy vắng, các đồng chốt đó thì mọi người cũng đông. Ăn trưa các bạn ơi, mời các bạn cùng ăn cùng mình nhé. Ngồi giữa biển, ở đây này có cái chiếu trải ra, chiếu người trước để lại, người đi trước để lại. Ngoài kia là biển. À, kia có một cái đoàn mới tới rồi, đoàn xe hơi mới tới. Thôi ăn trưa thôi, cảm ơn. Mời các bạn cùng ăn nhé. Mời các bạn cùng ăn trưa của mình nhé. Ngồi trước biển, đây có cái chiếu của người trước để lại, trải ra luôn. Lều mình đây, lều ngay phía sau này. Còn xe thì vẫn ở ngoài bãi, ở ngoài kia khoáng cổ, ngoài kia là biển. Ăn các bạn cùng ăn, các bạn cùng ăn, các bạn cùng ăn. Đây là cái tảng đá mà mình bắt vẹn, rất nhiều vẹn ở đây, vẹn xanh nó bám đen kịt đá. Mình bắt thấy là hai người dân địa phương cũng mang thùng ra bắt. Mình thấy bắt một chai thôi, nhưng mà thấy hai người nó mang thùng ra bắt, chắc là bắt nhưng mà cũng không hết được đâu, nhiều lắm. Mình đã đổ trại dọn dẹp xong, hành trang của mình chỉ đơn giản vậy. Đây, cái chiếu này sẽ để lại cho người lên sau. Tiếng sáo diều, anh kia anh đang thả diều. Ngoài kia thì ngoài cái đá kia thì vẫn đang bắt vẹn. Mình thấy là người ta cậy hết rồi, có thể là bắt hết tận diệt. Cắm trại ở cây cô đơn này, một mình một nơi cô đơn, gọi là cây cô đơn. Phía trên kia nó là cái cột mốc Bà Rịa. Mình dọn sạch sẽ, không có để lại cái gì hết. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé.
cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam.